Xin chào tất cả các bạn. Mình là Hạnh và mình đến từ Chinese Information and Service Center. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bài hát thật là dễ thương được mang tên Bé Quét Nhà. Xin mời tất cả các bạn. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Và bây giờ chúng ta hãy cùng đọc một số động tác thật là đơn giản qua bài hát Bé Quét Nhà nhé. Và xin mời tất cả các bạn. Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm. Bà làm chổi to, bà làm chổi nhỏ. Chổi to, bà quét sân to. Ấy còn chổi nhỏ, bà để dành bé chăm lo quét nhà. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy cùng mình bắt đầu hát bài hát nhé. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nào? Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Bé quét nhà. Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm. Bà làm chổi to, bà làm chổi nhỏ. Chổi to, bà quét sân to. Ấy còn chổi nhỏ, bà để dành bé chăm lo quét nhà. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy cùng mình hát lại một lần nữa nhé. Bé quét nhà. Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm. Bà làm chổi to, bà bên chổi nhỏ. Chổi to, bà quét sân to. Ấy còn chổi nhỏ, bà để dành bé chăm lo quét nhà. Mình xin chúc cho tất cả các bạn sẽ có một trải nghiệm mới thật là vui bên bài hát Bé Quét Nhà. Và mong hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các bài hát kế tiếp.